Bài tập số 1 cho 4 chữ số 0, 5, 4 và 9. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau, thỏa mãn điều kiện chia hết cho cả 2 và 5. Các con nghe lại nhé. Cho 4 chữ số 0, 5, 4, 9. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau, thỏa mãn điều kiện chia hết cho cả 2 và 5. Như vậy với bài này chúng mình phải thực hiện yêu cầu lập số có 3 chữ số khác nhau. Các số có 3 chữ số này chỉ là những số có ở trong bài, đó là những số 0, 5, 4, 9. Trong các chữ số này chúng ta hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau và những số này phải là những số chia hết cho cả 2 và 5. Vậy thì chúng mình sẽ lập luận như thế nào và chúng mình sẽ tìm ra sao? Cô trò mình cùng nhau giải. Trước tiên các con thấy là những số chia hết cho 2 thì là những số chẵn có tận cùng là 0, 2, 4, 6 và 8. Những số mà chia hết cho 5 là những số có tận cùng là 0 và 5. Vậy thì bây giờ chia hết cho cả 2 và 5 thì số đó chỉ có tận cùng là 0 thôi. Chúng mình sẽ có số chia hết cho cả 2 và 5 có tận cùng là 0. Như vậy trong trường hợp này có 4 chữ số 0, 5, 4 và 9 thì chữ số 0 đứng ở hàng đơn vị. Khi đó chúng ta không còn lựa chọn những chữ số 0 ở vị trí các hàng chục, hàng trăm nữa, mà các chữ số còn lại chúng ta mới chọn ở vị trí hàng trăm. Vậy thì ta lập được bao nhiêu số và yêu cầu khác nhau thì cô trò mình sẽ lập được những số sau.